duyên. Cái gì cũng phải có duyên. Vô duyên thì chẳng nên duyên sự gì. Vô duyên dù có ở gần mà như xa cách, muôn phần chẳng quen. Vô duyên dù muốn làm quen mà lòng cách trở, khó quen vô cùng. Vô duyên dù có sống chung chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng cùng tâm tư pháp lành của bậc đạo sư có duyên thì đến khước từ vô duyên vô duyên nghe pháp tưởng như nghe mây nghe gió nghe từ vô tri vô duyên nghe chẳng hiểu gì không cùng tư tưởng vậy thì vô duyên vô duyên thì phải xeo duyên xeo duyên phật pháp tạo duyên độ đời duyên lành xeo khắp muôn nơi độ đời thì phải hợp thời xeo duyên tam bảo là ruộng phước điền xeo duyên lành khắp mọi miền gần xa pháp lành lan tỏa bao la tạo duyên cho khắp gần xa hướng về vô ích cái gì vô ích trên đời đều mang vứt bỏ cho vơi nhẹ lòng cái gì có ít cầu mong có rồi xin giữ đề phòng chớ buông cái gì vui trước khổ sau tham lam hưởng dục bỏ mau ít gì cái gì tức tối ly bì hận sân vô ích lợi gì bỏ mau cái gì chẳng hiểu trước sau ngu si vô ích bỏ mau tức thì cống cao ngã mạng cái gì khen chê yêu ghét tức thì bỏ mau cái gì sinh trước tự sao xả ly nhân thế trước sau cũng tàn trần sang mọi thứ tiêu tan tu tâm hướng đến niết bàn an vui tào lao thế gian lắm sự tào lao uổng công phí sức dễ vào khó ra việc gì mà chẳng lợi gì cho thân cho trí có khi việc tào thế gian lắm việc tầm phào không gì lợi ích tào lao sự đời kiếp người ngắn ngủi chơi vơi làm điều vô nghĩa phí đời uổng thân đắn đo sự việc xa gần việc gì vô bổ thì cần bỏ đi chuyên tâm làm việc chánh tri tạo nên phước nghiệp khỏi phí kiếp người